Chào mừng các em đến với kênh Hải Liêm trong bài giảng. Hôm nay thầy sẽ dẫn các em toán lớp 2, trang 60 đến trang 61, sách Chân Trời Sáng Tạo. Trong lúc xem bài giảng của Hải Liêm, nếu các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Hải Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nhé. Giờ mình sẽ vào bài giảng hôm nay. Bài hôm nay mình sẽ học bài 11 trừ đi một số nha. Mình sẽ viết phép tính trừ để tìm số con chim còn lại trên cây. Như vậy mình thấy là có tất cả bao nhiêu con chim? 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tất cả là 11 con chim. Thì lúc này mình thấy có 5 con chim bay đi. Có nghĩa là mình sẽ lấy 11 trừ 5 đúng này. Giờ 11 trừ 5 thì bằng bao nhiêu? Như giờ mình có thể mình sẽ tính hoặc là mình đếm cũng được. Mình sẽ có 6 cộng 5 thì bằng 11. Như vậy nếu mình lấy 11 trừ 5 thì được 6 đúng này. Giờ như giờ mình sẽ tính như sau. Như vậy là có tất cả là 11. Số 5 này mình sẽ tách ra là 1 cộng 4. Mình sẽ lấy 11 trừ 1 trước. 11 trừ 1 thì được 10. Sau đó mình lấy 10 trừ 4 tiếp. 10 trừ 4 thì được 6 đúng không? Đây, 11 trừ 1 thì được 10. 10 trừ 4 thì được 6. Như vậy mình kết luận sẽ là 11 trừ 5 sẽ bằng 6 nha. Như vậy mình nhớ quy tắc tính là mình sẽ trừ để được 10. Giờ sau đó mình sẽ trừ số còn lại đúng không? Như vậy số 5 mình sẽ tách ra là 1 và 4. Mình sẽ lấy 11 trừ 1 trước được 10. 10 trừ tiếp cho 4 thì được 6. Như vậy mình kết luận là 11 trừ 5 bằng 6 nha. Giờ như vậy là mình xong phần lý thuyết, mình sẽ qua tiếp phần bài tập. Trước hết là câu số 1 tính. Câu A là 11 trừ 1 trừ 3. Giờ thầy sẽ làm câu số 1 nha. Giờ thầy sẽ làm câu số 1. Giờ mình sẽ làm câu A trước. Giờ như là 11 trừ 1 trừ 3. Giờ như vậy ở đây là có hai phép trừ thì mình cứ việc thực hiện từ trái qua phải đúng không? Mình sẽ lấy 11 trừ 1 trước. 11 trừ 1 thì bằng bao nhiêu? Bằng 10 đúng không? Giờ trừ 3 viết lại. Giờ tiếp theo mình sẽ lấy 10 trừ 3. 10 trừ 3 thì được 7 đúng không? Giờ tiếp theo câu B. Giờ 11 trừ 1 trừ 5. Mình sẽ lấy 11 trừ 1 trước đúng không? 11 trừ 1 thì được 10. Trừ 5 viết lại. 10 trừ 5 thì bằng bao nhiêu? 10 trừ 5 thì được 5 đúng không? Giờ tiếp theo là câu C. 11 trừ 1 trừ 6. Giờ mình sẽ lấy 11 trừ 1 trước. 11 trừ 1 thì bao nhiêu? Được 10 đúng không? Trừ 6 viết lại. 10 trừ 6 thì bằng bao nhiêu? 10 trừ 6 thì bằng 4 đúng không? Giờ cuối cùng sẽ là câu D. 11 trừ 1 trừ 8. Mình sẽ lấy 11 trừ 1 trước. 11 trừ 1 thì được 10. Trừ 8 viết lại. 10 trừ 8 thì được 2 đúng không? Giờ như vậy là mình xong câu số 1 nha. Giờ câu số 1 có em nào có kết quả giống thầy để lại bình luận phía dưới video cho hai bạn xem. Mình sẽ qua tiếp câu số 2. Giờ tiếp theo là câu số 2 mình sẽ tính nhẩm nha. Giờ trước hết là 11 trừ 3. Như vậy là số 3 mình sẽ tách ra là 1 cộng 2. Giờ như vậy số 3 mình sẽ tách ra là 1 cộng 2. Mình sẽ lấy 1 trừ 1 trước. 11 trừ 1 được 10. 10 trừ tiếp cho 2 thì sẽ được 8. Tiếp theo là 11 trừ 8. Giờ như vậy 8 mình sẽ tách ra là 1 cộng 7. Mình sẽ lấy 11 trừ 1 trước. 11 trừ 1 được 10. 10 trừ 7 thì được 3. Giờ tiếp theo là 11 trừ 6. 6 mình sẽ tách ra là 1 cộng 5. Mình sẽ lấy 11 trừ 1 trước. 11 trừ 1 được 10. 10 trừ 5 được 5. Giờ tiếp theo là 11 trừ 7 nha. Như vậy là 7 mình sẽ tách ra là 1 cộng 6. Mình sẽ lấy 11 trừ 1 trước. 11 trừ 1 được 10. 10 trừ tiếp cho 6 thì được 4. Giờ tiếp theo là 11 trừ 4 nha.
4 mình sẽ tách ra là 1 cộng 3. Mình sẽ lấy 1, 11 chia 1 trước. 11 chia 1 được 10. 10 chia tiếp cho 3 thì được 7. Giờ tiếp theo là 11 chia 9. Giờ 9 mình sẽ tách ra là 1 cộng 8. Mình sẽ lấy 11 chia 1 trước. 11 chia 1 được 10. 10 chia 8 được 2. Như vậy kết quả là 11 chia 9 được 2 nhé. Giờ như vậy là mình xong câu số 2 nhé. Giờ câu số 2 có em nào có kết quả giống như thầy, để lại bình luận phía dưới video cho hai bạn cùng xem nhé. Mời sẽ qua tiếp câu số 3. Giờ tiếp theo là câu số 3. Tính để biết mỗi chú ếch sẽ nhảy vào chiếc lá nào nhé. Giờ như vậy mình sẽ thực hiện phép tính. Giờ mình sẽ ghép phép tính với chiếc lá có kết quả giống như. Trước hết là 11 trừ 4. 11 trừ 4 thì bằng bao nhiêu mình sẽ tính nhận nhé. 4 mình sẽ tách ra là 1 cộng 3. Mình sẽ lấy 11 trừ 1 trước. 11 trừ 1 thì được 10. 10 trừ tiếp cho 3 thì được 7. Như vậy mình sẽ nói con chú ếch này với lại chiếc lá số 7 nhé. Giờ tiếp theo là chú ếch này. 11 trừ 7 thì bằng bao nhiêu? Như là 7 mình sẽ tách ra là 1 cộng 6. Mình sẽ lấy 11 trừ 1 trước. 11 trừ 1 được 10. 10 trừ 6 được 4. Và như vậy chú ếch này mình sẽ nhảy lên lá số 4. Giờ như vậy mình sẽ nói lại. Giờ chú ếch này sẽ nhảy lên chiếc lá số 4. Giờ xem chú ếch này. 11 trừ 2. 2 mình sẽ tách ra là 1 cộng 1. Mình sẽ lấy 11 trừ 1 trước. 11 trừ 1 thì được 10. 10 trừ tiếp cho 1 thì được là 9. Như vậy chú ếch này sẽ nhảy lên số là chiếc lá số 9 nha. Giờ tiếp theo là chú ếch này. 11 trừ 5 thì bằng bao nhiêu? Như vậy 5 mình sẽ tách ra là 1 cộng 4 nha. Mình sẽ lấy 11 trừ 1 trước. 11 trừ 1 thì được 10. 10 trừ 4 thì được 6. Như vậy là chú ếch này mình sẽ nói với chiếc lá số 6 nha. Giờ tiếp theo là chú ếch này. 11 trừ 9. Như vậy là 9 mình sẽ tách ra là 1 cộng 8. Mình sẽ lấy 11 trừ 1 trước. 11 trừ 1 được 10. 10 trừ tiếp cho 8 thì được 2. Như vậy là chú ếch này sẽ nhảy lên chiếc lá số 2 nha. Giờ chú ếch này sẽ nhảy lên chiếc lá số 2. Đúng rồi. Giờ như vậy là mình xong câu số 3 nha. Giờ câu số 3 có em nào có kết quả giống thầy, để lại bình luận phía dưới video cho hai bạn cùng xem nha. Như vậy là mình xong bài giảng hôm nay. Nếu các em thấy bài giảng dễ hiểu bấm thích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh thầy Liêm bấm nút đăng ký bấm chuông để xem những bài giảng mới nhất của thầy Liêm nha. Thầy chúc các em tốt, tạm biệt các em nha.